Bạch Thế Tôn, nếu thiện nam tử, thiện nữ nhân, trụ Bồ Tát thừa, khỏi lên sự chấp trước như thế này, ở trong kinh Bát Nhã Ba La Mật Đa Sâu Xa, không có văn tự là sắc, không có văn tự là thọ tưởng hành thức, không có văn tự là nhãn xứ, không có văn tự là nhi tí thể thân ý xứ, không có văn tự là sắc xứ, không có văn tự là thanh hương vị xúc pháp xứ, không có văn tự là nhãn giới, không có văn tự là sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc, cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra, không có văn tự là nhĩ giới, không có văn tự là thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc, cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên sinh ra, không có văn tự là tí giới, không có văn tự là hương giới, tí thức giới và tí xúc, cùng các thọ do tí xúc làm duyên sinh ra. Không có văn tự là thiệt giới, không có văn tự là vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc, cùng các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra. Không có văn tự là thân giới, không có văn tự là xúc giới, thân thức giới và thân xúc. Cùng các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra, không có văn tự là ý giới, không có văn tự là pháp giới, ý thức giới và ý xúc. Cùng các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra, không có văn tự là địa giới, không có văn tự là thủy hỏa phong không thức giới, không có văn tự là vô minh, không có văn tự là hành thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ ái thủ hữu xanh lão tử sầu than khổ yêu não không có văn tự là bố thí ba la mật đa không có văn tự là tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lự bát nhã ba la mật đa không có văn tự là pháp không nội, không có văn tự là pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tản mạn, pháp không không đổi khác pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh. Không có văn tự là chân như, không có văn tự là pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly xanh, định pháp, trụ pháp, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghỉ. Không có văn tự là thánh đế khổ, không có văn tự là thánh đế tập diệt đạo không có văn tự là bốn tịnh lự, không có văn tự là bốn vô lượng, bốn định vô sắc, không có văn tự là tám giải thoát, không có văn tự là tám thắng xứ, chín định thứ đại, 10 biến xứ, không có văn tự là bốn niệm trụ, không có văn tự là bốn tránh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo, không có văn tự là pháp môn giải thoát không, không có văn tự là pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện, không có văn tự là mười địa Bồ Tát, không có văn tự là năm loại mắt, không có văn tự là sáu phép thần thông, không có văn tự là 10 lực Phật, không có văn tự là bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, 18 pháp Phật bất cộng, không có văn tự là pháp không quên mất, không có văn tự là tánh luôn luôn xả, không có văn tự là trí nhất thiết, không có văn tự là trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng. Không có văn tự là tất cả pháp môn Đà La Ni, không có văn tự là tất cả pháp môn Tam Ma Điện, không có văn tự là quả dự lưu, không có văn tự là quả nhất lai bất hoàn A La Hán, không có văn tự là quả vị độc giác, không có văn tự là tất cả hạnh đại Bồ Tát, không có văn tự là quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật, thì nên biết đó là ma sự của Bồ Tát.